Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: các ngân hàng bị thu hút bởi Bitcoin. Nghiên cứu cho thấy hơn 130 ngân hàng Hoa Kỳ đang khám phá tiền điện tử. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với Bitcoin và các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử, ngày càng có nhiều ngân hàng ở Hoa Kỳ dưới sự bảo trợ của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang đang khám phá tiền kỹ thuật số. Xu hướng phản ánh sự liên kết của các tài sản tiền điện tử và các sản phẩm dịch vụ liên quan với hệ thống tài chính. Theo dữ liệu của FDIC, tính đến tháng 1 năm 2023, khoảng 52 triệu người Mỹ đã đầu tư vào Bitcoin và nhiều loại tiền điện tử khác nhau. Đồng thời 136 ngân hàng đang lên kế hoạch hoặc đã tham gia vào các sáng kiến khác nhau liên quan đến tiền điện tử. Văn phòng Tổng Thanh tra, một văn phòng độc lập trong nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, đã công bố một báo cáo vào ngày 17 tháng 2, cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của các ngân hàng vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Báo cáo cũng kêu gọi các hướng dẫn phù hợp đối với người cho vay, theo ủy quyền của FDIC, nhấn mạnh sự cần thiết trong việc đảm bảo các chính sách và thủ tục, xem xét các rủi ro liên quan đến tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là về bảo hiểm tiền gửi. Mặc dù không có vai trò trực tiếp trong việc điều chỉnh hoặc giám sát tiền điện tử, FDIC cung cấp bảo hiểm để bảo vệ người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng gặp sự cố và đã có các cuộc thảo luận về khả năng FDIC điều chỉnh những người giám sát tiền điện tử. Người giám sát tiền điện tử thay mặt người khác nắm giữ tài sản kỹ thuật số, tương tự như cách các ngân hàng nắm giữ tài sản truyền thống như tiền mặt và chứng khoán. Nhấn mạnh vai trò của FDIC trong việc hỗ trợ hệ thống tài chính Hoa Kỳ, vì cơ quan này bảo hiểm gần 10.000 tỷ đô la tiền gửi tại hơn 4.700 ngân hàng, giám sát hơn 3.200 ngân hàng và giám sát quỹ bảo hiểm tiền gửi DIF trị giá 125 tỷ đô la để bảo vệ các tài khoản của người gửi tiền tại ngân hàng, đồng thời giải quyết các ngân hàng phá sản. Sự tham gia ngày càng tăng của các ngân hàng vào ngành công nghiệp điện tử cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ liên quan và phản ánh mức độ phổ biến của các tài sản như Bitcoin. Tuy nhiên, FDIC cần làm việc với các cơ quan quản lý khác để cung cấp rõ ràng về quy định đối với tài sản kỹ thuật số và đảm bảo rằng các cuộc kiểm tra, chính sách và thủ tục của họ giải quyết rủi ro của người tiêu dùng đối với tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả mối quan hệ giữa bảo hiểm tiền gửi và tiền điện tử. FDIC nhìn chung đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng đối với tiền điện tử do nhận thức được những rủi ro mà chúng gây ra cho hệ thống tài chính. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại này, nhiều ngân hàng trực thuộc FDIC đã khám phá không gian tiền điện tử để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Mặc dù FDIC không tham gia trực tiếp vào việc điều chỉnh tiền điện tử, nhưng đã có các cuộc thảo luận xung quanh khả năng cơ quan này đóng vai trò như một người giám sát tiền điện tử hay các công ty hoặc cá nhân nắm giữ tài sản kỹ thuật số thay mặt cho người khác. Khi chính phủ Hoa Kỳ cố gắng thiết lập một khung pháp lý rõ ràng, sắc lệnh hành pháp gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ cung cấp rõ ràng hơn về cách thức quản lý tiền điện tử trong tương lai. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.